Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu cách nấu chè con ong nhé. Nguyên liệu của mình gồm có đây. Đây gạo đây mình ngâm độ 200g gạo, nhưng mà mình đã ngâm từ được cây đây độ 8 tiếng rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi vo này gạo này để cho nó hết cái nước chua ấy của mình ngâm trong 8 tiếng đồng hồ. Các bạn ngâm từ 6 đến 8 tiếng nhé. Thì khi đó mình thổi sôi ấy, thì gạo sôi nó rất nhanh được các bạn ạ. Đây mình sẽ bóp hạt gạo như đây. Mình nhấn tay nhẹ cái là hạt gạo nó đã bở ra rồi, thì là mình chỉ cần qua nóng lửa độ 3-40 phút là sôi của mình sẽ được. Đây là gạo này, và các bạn không thể thiếu được cái chè con ong, tức là đường. Các bạn dùng đường phên này cũng được, hoặc là các bạn dùng cho mình đường đường mình ăn bình thường, đường trắng hoặc đường hoa mai ấy. Hàng ngày mình ăn để nấu với nước mắm các thứ đấy, pha nước mắm thôi. Hoặc các bạn dùng cho mình một miếng gừng nhé. Các bạn ăn nhiều gừng thì các bạn có thể dùng nhiều. Và các bạn gừng này thì sẽ đập ra cho nhỏ, đập cho lát đi. Xong mình sẽ thái miếng thật nhỏ để mình trộn vào nấu để nấu cho nó khỏi cay. Có nhiều lúc các con mình nhỏ mình ăn phải miếng một cái cục như này cái thì là các con cay ngay không chịu được. Nên là mình phải đập nhỏ để cho nó không cay. Giờ mình sẽ đi vo gạo và mình cho lên nồi mình thổi sôi chứ. Sau khi gạo mình đã vớt ra để ráo như này rồi các bạn, mình sẽ các bạn cho mình vài hạt muối nhé và một chút dầu ăn vào để mình trộn cho gạo nó nấu cho nó mềm đấy, nó ngon đấy. Các bạn trộn đều lên cho mình rồi sau đó mình sẽ cho vào nồi để mình nấu. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình nấu nhé. Các bạn đun cho mình nước sôi thì mình cho vào. Đây là mình đã chuẩn bị một cái nồi, mình đã đun nước đã sôi rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho gạo vào để mình hấp. Các bạn dàn gạo mềm mỏng ra cho mình nhé, để cho nó nhanh chín ấy. Vì hôm nay mình không nấu nhiều, mình chỉ làm độ 2 đĩa chè thôi. Rồi sau đó các bạn đẩy vung lại cho mình nhé. Mình quên đấy, mình không bảo các bạn. Các bạn đẩy cho mình vung mà có những cái lỗ thoát nước như thế này này thì nó sẽ không đọng lại trên xôi và xôi của mình nó sẽ không bị nhả ấy. Cho nên là các bạn nên là dùng cái vung mà có lỗ thoát lên nhé. Trong lúc chờ đợi đợi mình nấu sôi ấy, các bạn đập cho mình gừng ra nhé để mình thái nhỏ. Các bạn đập dập này thì cho mình thái nhỏ dễ, và khi nấu sành chè thì nó sẽ không bị ngọt quá, à không bị chỗ nhiều gừng nó sẽ cay ấy. Nó sẽ đều ra thì trẻ con như các con nhỏ thì nó ăn rất tốt, kể cả người lớn mình ấy nhiều lúc mà ăn phải miếng gừng hoặc miếng ớt nữa, cũng cay xè thôi không chịu được, mà nói đến trẻ con. Con nhà mình rất thích ăn cái món này cho nên là mình thỉnh thoảng mình hay nấu ấy. Nên hôm nay mình rảnh rỗi mình lại nấu món này mình cho con trai về hoặc là con trai mình thưởng thức. Cháu ưa của lép mà nên rất hay ăn của lép. Có những hôm cháu ăn của lép trừ cả ngày luôn các bạn ạ. Đấy, như thế này là mình đã xong gừng rồi. Còn đường này thì các bạn chỉ cần bẻ nhỏ một tẹo thôi. Với cái này các bạn chỉ cần bẻ nhỏ hộ mình một tẹo thôi là mình sẽ cho vào nồi mình nấu ấy. Sau nó sẽ tan chảy ra. Các bạn chuẩn bị cho mình độ 50ml nước lọc nữa nhé, để mình nấu mì đường này, mì gừng ấy. Rồi, như này xong, bây giờ mình sẽ xem sôi của mình được. Khi sôi sủi như thế này rồi, các bạn giảm lửa bớt cho mình đi nhé. Rồi, mình sẽ kiểm tra xem sôi này. Thỉnh thoảng các bạn thì mở vung ra và để mình đảo cái sôi này lên ấy, để cho nó đều ấy, thì nó sẽ nhanh chín hơn. Đây là với mình thổi sôi ít ấy, thì các bạn ấy chứ nếu mà những nồi sôi mình thổi độ
5 đấu gạo ấy, thì các bạn có thể ghế lên để cho nó đều, có thể trên thì sống, dưới thì nhả, giữa thì này cứng đơ ra thì không không thể ăn được, nên là phải chân cho sôi ấy. Đây là suy ít thì mình chỉ cần ấy qua như thế này thôi. Các bạn lại đậy vung này cho mình, chưa thể chín được, một lúc nữa thì nó mới chín được. Bây giờ mình lại thử kiểm tra cho sôi thì chín chưa các bạn. Vẫn chưa được các bạn, hạt bên trong gạo nó vẫn còn có lõi, nên là mình sẽ đun thêm vài phút nữa. Các bạn cứ thổi cho mình tầm 35 đến 40 phút đấy là sôi sẽ chín, vì mình mà cứ ngâm gạo trong vòng 6 đến 8 tiếng ấy, thì nó rất nhanh chín. Bây giờ mình đậy lại một độ 5 phút nữa là chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình kiểm tra sôi chín chưa các bạn nhé. Như thế này là sôi của mình đã chín rồi các bạn ạ. Mình bóp ra không còn ở trong nữa. Và mình sẽ đưa ra bát. Các bạn cho chảo lên bếp cho mình nhé. Và mình sẽ cho một chút nước để mình nấu với đường. Ở 50ml các bạn. Và mình sẽ cho đường vào. Một bát đường này độ cứ cho độ là 150g đường đấy các bạn ạ, chỉ khoảng độ thế thôi, vì cái đường này nó là đường phên cồng cành thì mình cảm tưởng nó nhiều ấy. Các bạn nấu cho cái đường này nó tan ra nhé, cái đường này nó tan chảy ra là được. Sôi các bạn nếu đơn ra bát ấy, để cho nó nguội một tẹo cho mình nấu cho nó dễ khỏi dính vào nhau ấy. Các bạn đổ gừng vào cho mình nhé. Mình đổ điều chỉnh vừa vừa đấy các bạn ạ, không có là sợ là nó sẽ cháy đấy, vì đường nó chưa kịp chảy ấy. Mình chỉ cho thêm một chút nước nữa, thì mình chưa cho hết 50ml nước thì đường nó chưa tan hết. Mình nấu cho đến lúc nào đường nó tan hết các bạn nhé. Khi đường nó tan chảy như này rồi các bạn ạ, mình sẽ đổ sôi vào. Mình sẽ làm cho sôi này nó hòa quyện vào với đường với gừng là được các bạn ạ. Các bạn làm cho nó hòa quyện vào nhau nhé. Đây là cách nấu chè con ong rất đơn giản các bạn ạ. Chỉ cần vài thao tác là mình có thể có được một đĩa chè con ong ngon này. Và chè con ong này các bạn phải đơn trong nước nóng, mình mà đơn trong nước nguội là không được đâu. Mình sẽ cô thêm để cho đường nó, sau khi đường chuyển sệt như này các bạn ạ, với gạo sôi như này là được đấy các bạn ạ. Bây giờ mình nếm thử xem nó vừa không nhé. Nóng quá.
ngon nhờ các bạn ạ, vừa vặn là ngon. Bây giờ mình tắt bếp để mình cho ra đĩa để mình dùng nhé. Bây giờ mình đun ra đĩa các bạn nhé. Với chè con ong này thì các bạn chỉ đun đĩa mỏng thôi, chứ mình đừng đun đĩa dày nhé, thì là nó không quay. Các bạn dàn đều ra cho nó mỏng ra là được. Như thế này là mình đã xong rồi đấy. Các bạn có thể rắc một ít nạc lên trên nhé, bày ra cho nó ngon ấy. Và các bạn rắc cho mình một chút vừng lên. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm chè con ong đơn giản như thế. Và các bạn có thể làm để ăn nhé. Với mùa se lạnh như thế này thì các bạn ăn với vừng này rất tốt cho sức khỏe và đỡ bị ho. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Ẩm thực miền quê.